Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về việc nghiên cứu dự án đường trên cao Bắc Nam từ nút giao đường Cộng Hòa, Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là tuyến đề xuất mới kết hợp một phần tuyến đường trên cao số 1, 2 và 3 theo quy hoạch, tạo thành hệ thống trục giao thông đô thị Bắc Nam. Tuyến đường đi dọc theo đường Cộng Hòa, Bùi Thị Xuân, hẻm 656 Cách Mạng Tháng 8, Bắc Hải, quận 10, Lý Thái Tổ, quận 10, Nguyễn Văn Cừ, quận 5, dọc kênh Ông Lớn và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, có chiều dài 14,1 km, rộng 30 m, phần đường trên cao 4 làn xe, 16 m.